Bàn karaoke full inox và bàn inox xuyên sáng, đâu sẽ là sản phẩm mà các bác nên đầu tư để thu hút khách hàng? Ngày hôm nay em sẽ làm một video so sánh dành cho các bác đang phân vân giữa hai dòng sản phẩm này. Ok, khi chỗ. Đầu tiên về kiểu dáng thì hai chiếc bàn này đều có cái phần thiết kế khá là tương đồng nhau. Từ phần chân bàn được bọc inox vô cùng cứng cáp đến phần thân bàn được in dập nổi 3D dạng nan sóng cực kỳ là tinh tế, đèn LED tiêu chuẩn ở mỗi phần cổ bàn và mặt kính cường lực được in phủ UV vô cùng là sắc nét. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở phần thân bàn. Với chiếc bàn hát karaoke xuyên sáng thì sẽ được trang bị thêm phần đèn mica xuyên sáng, giúp cho bàn hát nổi bật và thu hút khách hàng hơn khi mà chúng ta sử dụng trong phòng hát. Vậy thì mẫu bàn nào sẽ phù hợp cho phòng karaoke cổ điển và mẫu bàn nào sẽ phù hợp cho phòng karaoke hiện đại? Với mẫu bàn full inox sẽ có dáng vẻ sang trọng và có phần nào đó đĩnh đạc, cứng cáp hơn, nên đây sẽ là bàn hát phù hợp với phong cách tân cổ điển, cần những thiết kế ít có chi tiết quá nổi bật. Còn bàn inox xuyên sáng sẽ rất hợp với phòng karaoke có thiết kế tân cổ điển và hiện đại, với những đường nét phá cách tương đối nổi bật nhưng vẫn mang lại sự lịch lãm và sang trọng cần thiết. Về giá, tại công ty nội thất Bảo Long thì hai mẫu bàn này đang có mức giá tương đương nhau, chỉ hơn 2 triệu đồng. Hỗ trợ một đổi một trong vòng 1 tháng và bảo hành 12 tháng nếu có lỗi từ nhà sản xuất, nên quý anh chị có thể yên tâm về phần giá cả và cả về phần hậu mãi. Vừa rồi thì em cũng đã so sánh nhanh giữa hai mẫu bàn karaoke full inox và karaoke inox xuyên sáng. Nếu quý anh chị muốn sở tận mắt và rờ tận tay hai mẫu bàn này thì quý anh chị có thể đến với địa chỉ 130 Hoàng Công Chất, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, hoặc gọi điện thoại đến hotline là 0931 252 333 để được có thể tư vấn trực tiếp. Đừng quên để lại cho Bảo Long một like, một subscribe để có thể nhận được những video hữu ích về karaoke tiếp theo. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và hẹn gặp lại mọi người ở những chương trình sắp tới.